Dạ, xin chào tất cả quý cô dì, chú bác, anh chị và các bạn đã xem kênh. Thì trong loạt chia sẻ những bài vượt qua đó, quý vị cũng đã nghe em tâm sự rất nhiều. Có nhiều người thắc mắc, ủa tại sao khi tôi đã rời bỏ ở một đất nước văn minh hiện đại bậc nhất thế giới, đó là xứ sở Đại Bàng, hay gọi là xứ sở cờ hoa, có người gọi là xứ sở thiên đường, có người gọi là Mỹ Đế, sao không chọn nơi thành thị sống cho nó sung sướng, đủ đầy những vật chất mà lại chọn về một cái vùng quê xa xôi, hẻo lánh, thiếu trước, hụt sau? Thì xin thưa quý vị, tôi chỉ bật cười mà thôi. Bởi vì tôi thích về quê. Bởi vì ở quê nó có cái gọi là chợ quê. Cái gì mà hấp dẫn vậy? Mời quý vị cùng nghe bài tâm sự hôm nay nhé. Thưa quý vị, đối với tôi về quê bây giờ thật sự mà nói đó là buồn vui lẫn lộn, cộng với rất nhiều những cái hoài niệm. Nhưng mà phải vui nhiều hơn buồn thì tôi mới thích ở dưới quê. Bao đời nay vẫn thế các bạn ạ. Mỗi người khi mà đi xa quê của mình á, và khi về lại quê hương của mình, cái nơi chôn nhau cắt rúng đó, các bạn sẽ thấy là nhiều quê làng bây giờ đã lên phố, và phố bây giờ đã thành cái thị thành, và cái làng quê bây giờ nó đang xen hỗn tạp với thành thị, nó xâm thực lẫn nhau. Và người quê bây giờ cũng thế, nó bớt đi rất nhiều cái hương đồng gió nội rồi, nhất là tuổi mới lớn. Các bạn có thấy con nít tuổi mới lớn bây giờ nó khác hồi xưa không? Thấy ngậm ngùi, thấy buồn chăng, trách móc chăng? Cuộc sống vốn là thế, theo sự vận động của con người, sự phát triển văn minh của thời đại. Trên dòng chảy thời gian, tôi không biết rồi nó sẽ ra sao, nhưng thôi kệ đó, chuyện là chuyện của thế hệ sau này. Bây giờ mình nói chuyện của thế hệ mình đi, đừng quan tâm. Nhưng tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống văn minh hiện đại xứ người rồi quý vị. Nó có rất nhiều những thiếu vắng tình người. Như tôi hiện nay khi về quê, tôi nói thật chứ quý vị, may mắn là tôi có quê để mà về. Còn có nhiều người không có quê để về đâu quý vị, đó là điều sự thật. Cái dáng hình vật chất của quê, cái không khí môi trường quê, cái cảnh sắc hương vị quê, về quê mới thấy thoát khỏi sự ngột ngạt, tù túng, chối buộc, để mình trở về với đúng bản chất của mình. Đối với tôi á, có thể thấy rằng á, là về quê có thể nói sẽ chỉ còn là trong tâm tưởng của rất nhiều người hiện nay, nhất là những người xa xứ, vì họ đã xa quê lâu lắm rồi, họ bôn ba nơi xứ người cũng đã lâu lắm rồi, họ lao vào cuộc sống vật chất, bị trói buộc từ cuộc sống vật chất ấy, khó mà có thể về được để mà cảm nhận được hết hồn quê, chợ quê, người quê và mọi thứ, và hiểu được bản chất chính mình bằng chính cái thân và tâm của mình. Nó thật nhiều lúc ngồi nghĩ, không biết sau này những cái cuộc sống phát triển chợ quê có bị phá và xây lại hay không. Tôi nghĩ có lẽ còn lâu người Việt ta mới có thể yêu mến và gắn bó, yêu thương những cái hiện đại gọi là siêu thị, như cái tình cảm của họ đối với cái chợ quê trong tâm hồn của mình qua bao thế hệ. Các bạn thấy không, khi bôn ba nước ngoài đó, thì mặc dù nghe tới cái chợ farm thôi, nó cũng chẳng có giống như cái chợ quê ở xứ mình, nó chỉ có chút xíu hơi giống thôi, mà người ta vẫn cứ bon chen nhau đi đến đó. Người ta vẫn thấy thích thú, bởi vì sao? Nó vẫn còn động lại trong lòng họ một cái gì đó. Thôi, chuyện của người ta. Thôi thì chuyện của mình. Tôi vẫn muốn giữ lại cái miền quê xưa, như giữ lại một mảnh hồn quê Việt Nam đã từng thanh bình, tự do và nghĩa tình. Bây giờ vẫn thế, nó chỉ vơi đi chút xíu thôi. Chúng ta vẫn muốn cái miền quê ấy mãi mãi gần gũi với khung cảnh thiên nhiên, đồng lúa, dòng sông, bến đò, với bóng một cây đa cổ thụ, với dăm ba cái dãy lều láng sơ sài như nó vốn có từ ngàn xưa đến nay.
là nơi mà rừng cây bạt ngàn, là không gian mây trời thoáng đãng, là những con người chân chất thật thà, nhưng có một trái tim thật sự biết yêu thương nhau. Nếu như bạn sống ở những nơi thành thị hay ở nước ngoài, bạn sẽ thấy người ta hay nói tới chuyện xây dựng mọi thứ mới, hiện đại, văn minh, nghĩa là họ muốn phá bỏ mọi thứ cũ, làm đường, xây cầu, bê tông hóa tất cả. Bạn thấy đó, người ta đốn chặt cây đã trồng hàng trăm năm tuổi, người ta hủy diệt môi sinh bằng những loại thuốc hóa học, hủy hoại dòng sông, hủy hoại đất đai để xây nhà cao tầng, xây siêu thị, xây khu dân cư, xây nhà máy hoành tráng. Thế thì nó có còn đâu miền quê, nên làm sao con người ta biết được một miền quê như tôi đang có? Con người với nhau có còn thân thiện như trước hay không? Không gian bây giờ có còn xanh mát, sạch sẽ nữa hay là không? Khi họ đã phá đi mọi thứ, và khi thiên nhiên đã không còn gắn chặt vào đời sống con người nữa, thì dù họ có muốn sửa chữa những sai lầm của mình cũng không thể nào làm được. Chẳng ai biết trước được điều gì xảy ra khi con người họ đã muốn. Hiện nay quý vị thấy đó, chiến tranh, bệnh tật, thiên tai xảy ra liên miên khắp mọi nơi trên thế giới. Âu cũng là do thế, cái tâm tham lam của con người mà ra đó. Nói thật, mọi người cũng như tôi, ai cũng muốn luôn nhớ và muốn giữ lấy những nét đơn sơ, mộc mạc của vùng quê nghèo, thanh bình và yên ả. Và tôi vẫn mong rằng miền quê nơi tôi sinh ra vẫn luôn giữ nét tình thương như thế. Đó là cái mà tôi gọi là khi tôi về quê tôi muốn có hai chữ bình yên và êm ả tình người thôi. Còn bây giờ khi nói tới chợ quê đó, thì người biết ngày nay siêu thị mọc nhiều ở các vùng quê. Nhưng nhiều người người ta vẫn thích đi chợ hơn là đi siêu thị. Bởi vì chỉ có chợ quê mới có những món quà đồng nội, và mới thấy được cái nhà lá vườn mà ở đó còn đông đầy tình làng nghĩa xóm. Giữa cuộc sống hiện đại, mọi thứ đều có thể mua sắm bằng online, giao hàng tận nơi, thì việc đi chợ giữa chợ quê, lựa con cá, bó rau và ghé qua hàng của dì Năm, cô Bảy, hỏi thăm dăm ba câu, rồi mua mấy cái bánh bò, bánh tét của cô ba, chị hai là điều thú vị biết bao. Sẵn ở đây xin chia sẻ với những người xa xứ, xa quê và những em cháu á chưa bao giờ biết chợ quê là gì, thì xin thưa quý vị, chợ quê là cái nơi, cái chỗ nào mà có cư dân sinh sống, có cây cầu, có dòng sông bến nước, thì chỗ đó mọc lên chợ. Từ khắp các miền quê đến cả vùng sông nước mênh mông, kênh rạch chằng chịt, từ những bụi chợ nổi lên trên sông, chờ nhóm mọc bên cầu, cho đến những phiên chợ vùng cao. Ở đó họ đến với nhau bằng muôn vàng sản vật mà do thiên nhiên ban tặng cho con người. Chợ quê ngày xưa ấy thật giản dị và bình yên, thanh bình. Người ta họp chợ từ rất là sớm và cũng tan rất sớm. Chợ quê xưa tuy nhỏ xíu như cái tâm, vậy mà bán đủ thứ, nhưng chủ yếu là những sản vật, những thứ có sẵn trong nhà, từ mớ tôm, mớ tép, mớ rau, cho đến con gà, con vịt. Có những cụ bà, những người mẹ đến chợ chỉ để bán dăm ba lá chầu, quả cao, mấy nải chuối, nói và vài ba trái ổi, trái mận. Họ nói là để cho đỡ nhớ chợ, họ bảo nhau như thế. Đến chợ hầu hết mọi người đều quen biết nhau, nên chẳng mấy khi có cảnh bon chen, giành giật, nói thách như thời nay đâu. Có lẽ vì thế mà người ta thường bảo rằng, muốn tìm hiểu về đời sống văn hóa hay phong tục của một vùng đất, một làng quê nào đó, thì hãy cứ đến chợ. Vì chỉ có ở chợ nhiều vấn đề mới được bộc bạch một cách chân thật nhất, sống động và hồn nhiên nhất.